Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại, Phạm Văn Nhiệm run rẩy diễn lại cảnh hai lần hãm hiếp nạn nhân. Liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên Tết Kỷ Hợi vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên tiếp tục thực nghiệm hiện trường điều tra vụ án hiếp dâm tập thể, sau đó sát hại nữ sinh gây rúng động dư luận. Chiều ngày 17 tháng 7, đến lượt Phạm Văn Nhiệm được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên đưa đến hiện trường thực nghiệm điều tra. Khác với Bùi Văn Công, Lường Văn Lã, Lường Văn Hùng, Béo Trắng, sau gần 4 tháng bị bắt tạm giam, Phạm Văn Nhiệm nhìn hốc hác tiêu tụy hơn lúc bị bắt. Anh ta tỏ ra lo lắng run rẩy khi diễn lại hành vi tội ác. Phạm Văn Nhiệm sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú ở đội 19 xã Thanh Nưa, là đối tượng nghiện ma túy hàng chục năm qua. Anh trai của Nhiệm là Phạm Văn Dũng, sinh năm 1972, cũng nghiện ma túy. Dũng cũng tham gia băng nhóm tội ác, hiếp dâm và sát hại Cao Mỹ Duyên. Theo hồ sơ vụ án, Phạm Văn Nhiệm đã hai lần hiếp dâm nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Lần thứ nhất vào khoảng 21 giờ tối 30 Tết ngày 4 tháng 2, lần thứ hai vào khoảng 20 giờ ngày mùng 2 Tết tối ngày 6 tháng 2. Phạm Văn Nhiệm cũng nhiều lần tham gia bàn bạc cùng nhóm Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lã lên kế hoạch sát hại Cao Mỹ Duyên, ngụy tạo lời khai nếu bị bắt và các bằng chứng ngoại phạm nếu bị công an phát hiện. Đêm mùng 2 Tết, sau khi thấy Mỹ Duyên yếu và có dấu hiệu lả đi, các đối tượng vẫn giở trò đồi bại rồi ra tay sát hại nạn nhân, rồi mang xác để ở khu chăn nuôi nhà của chị gái Bùi Văn Công, cách đó mấy trăm mét. Được biết, Phạm Văn Nhiệm có vợ tên là Nguyễn Thị Tê, 43 tuổi, vợ chồng anh ta có một con trai sinh năm 2005. Trước đó, các đối tượng như Lường Văn Hùng, Lường Văn Lã, Bùi Văn Công đã thuật lại toàn bộ quá trình gây án rung động trong hồ sơ cơ quan chức năng đã thu thập. Đáng chú ý, đối tượng Lường Văn Lã luôn tỏ ra bình thản, không ân hận hay lo lắng, hắn nhiều lần xin thuốc lá để hút. Trong lúc diễn lại hành vi hiếp dâm có người đóng thế nạn nhân, Lường Văn Lã còn nhiều lần bật cười, nụ cười khả ố. Còn Bùi Văn Công cho biết, đêm mùng 2 Tết khi thấy Duyên yếu đi, cả nhóm ngồi tại phòng khách để bàn. Tại đây có đối tượng đề xuất đưa Mỹ Duyên ra vớt ở một nơi nào đó. Có tên đề xuất chích ma túy cho cô chết để công an sẽ nghĩ rằng Duyên sử dụng và chết do sốc ma túy. Tuy nhiên, các phương án này đều bị Bùi Văn Công gạt đi. Công kiên quyết sát hại Mỹ Duyên để bịt đầu mối. Sau khi thống nhất kế hoạch hành động, cả nhóm khiêng Mỹ Duyên ra sau nhà. Tại đây, Bùi Văn Công đã trực tiếp xiết cổ nạn nhân đến tắt thở.